Ngọc xin chào các bạn, chúc các bạn một ngày mới thật là vui vẻ nha. Hôm nay thì Ngọc sẽ mời các bạn đi theo Ngọc ra ngoài vườn. Mình hái một mớ rau càng cua vô, mình bóp gỏi để mình làm bữa cơm trưa nha. Quê của Ngọc mùa này á hả, rau càng cua mọc bao la trời mây luôn mấy bạn. Đây, rau càng cua nè mấy bạn. Cái này mình ngắt vậy mơ chiều nó còn ra nữa. Rau càng cua hay còn gọi là rau tiêu á mấy bạn, tại vì cái hộp của nó nè, nó nhỏ xíu nè, như hộp tiêu vậy đó, người ta kêu là rau tiêu. Mà nó cỡ như vậy, nó chưa có hộp á thì mình ăn rất là ngon, có hộp á là mình phải lặt bỏ cái hộp nữa. Nó hơi nồng nồng, nó thơm thơm. Đó, thấy chưa mấy bạn, Ngọc mới đi ra vườn có một chút xíu thôi đó mà hái được cả rổ luôn rồi nè. Mà đi vườn đó là chỉ bước có mấy bước thôi đó, chứ còn nguyên cái vườn mênh mông chưa đi hết luôn á. Đi hết chắc cả thao cả tấn luôn. Trời gì tối ngày cứ âm u, không thấy ánh nắng mặt trời gì hết trơn, trời. Nghe hơi dài anh thì mới lên mười. Đây là cái hũ muối mà Ngọc rửa rau á, Ngọc để đây nè, mỗi lần rửa rau rửa cá rồi cái Ngọc chế vô, nay hết rồi. Còn những hạt muối cuối cùng để ngâm cái này. Món chính ngày hôm nay Ngọc sẽ ăn đó là cá biển nha mấy bạn. Mấy nay ăn thịt, ăn gà, ngán rồi, nay thèm cá rồi. Sáng Ngọc đi chợ mua được mấy con cá nè, nó tươi xanh luôn á. Tươi xanh thôi nhưng mà vẫn ướp đá, tại vì chỗ Ngọc ở xa biển nó không có tươi giống như từ dưới biển vớt lên. Thì từ đó vớt lên là phải ủ muối hoặc ủ đá rồi đem tới cái chỗ của Ngọc nè. Đó, Ngọc không có kêu người ta mần, để về Ngọc mần, Ngọc lấy mấy cái đầu với lại mấy cái ấy này nè, nấu cho chó. Nghĩ sao à? Bị ho hôm qua ăn gà, nay ăn cá biển vậy? Có hay hút nào cử ông không? Ông mới mổ gà, bác sĩ còn kêu hết gì ăn đó đi. Người ta nói là lấy độc tị độc thì nó mới hết, mấy người mà hai cử cử lâu hết lắm. Ông thấy giống như con thấy không, hôm qua hả là cảm đi không nổi luôn mà dầm mưa ra gượt con gà văng cái cảm ra luôn, ghê chưa? Ủa con cá này gọi là con cá biển hả? Con cá biển. Sao gọi là cá biển? Con cá nó ở dưới biển người ta gọi là con cá biển. Sao cá mập, cá heo, cá dâu thì sao người ta không gọi là cá tại biển? Con cá nó mập người ta kêu là con cá mập, con cá nó giống con heo người ta gọi là con cá heo. Ông thấy con cá sấu không? Tại vì sao người ta kêu nó sấu? Tại vì nó sấu, người ta kêu nó là con cá sấu. Mình sẽ đâm cho nó nhuyễn ra. Cái này Ngọc ốp xong rồi Ngọc sẽ đem đi nướng nha mấy bạn. Hành, sả, sả bằm cho nó thơm. Sả này là hôm bữa trước Ngọc bầm ăn ốc còn nè. Hồi xưa nha là Ngọc có học qua một cái lớp pha chế. Tại vì lúc mà Ngọc học là Ngọc học bên quản trị nhà hàng, là có đầy đủ hết, vừa làm đồ ăn rồi có học pha chế luôn, cho nên là Ngọc biết cái vụ này. Nhưng mà cuối cùng học bên pha chế thì đi về ra làm bên nấu ăn. Lúc mà Ngọc mới tốt nghiệp là Ngọc có đi làm bên pha chế đâu cũng được gần một năm á. Còn cái nghề đó chú ba chưa biết, ông chưa nghe Ngọc kể. Vừa học mà chuẩn bị tốt nghiệp, lúc đó là ra trường á, là Ngọc được cái ông thầy ông giới thiệu qua một cái anh lớp lớn hơn. Ảnh học rồi giờ ảnh ra ảnh dẫn set up mấy cái quán cà phê, quán bar đồ á. Cái Ngọc đi theo, Ngọc làm pha chế được một thời gian đó chú bộ à. Quán mà Ngọc làm á mới khai trương luôn, làm được một thời gian quán đóng cửa phá sản luôn. Ngọc đi về quê luôn. Ốp cá xong rồi giờ Ngọc đi ra vườn hái lá chuối vô mình quấn cá rồi mình nướng. Mấy bạn thấy gì không? Ông chú ba ông nói ba cây đu đủ này là ba cây đu đủ được bậy rồi. Hôm nay nó ra trái rồi nè. Đu đủ trái dài luôn nha. Ngọc không có biết cái cách phân biệt cái bông đu đủ được, nhưng mà những cái bông mà nó sát cái nhách, sát cái nách như vậy nè, thì chắc chắn là nó sẽ là bông đu đủ cái, nó sẽ có trái. Còn cái đu đủ đực á là cái này nè, nó sẽ có một cái dài ra rồi nó mới có bông ở ngoài đây. Nó giống như vậy rồi nó sẽ có bông ở ngoài đây, nó sẽ có cái tai dài ra. Còn cái này nó ở sát trong cái thân vậy, thì chắc chắn là nó sẽ ra trái.
Giờ Ngọc chắc là cắt lá chuối vô mình lót mấy con cá. Đây, Ngọc sẽ bỏ lên lá chuối nha mấy bạn. Rồi mình bắt cá bỏ lên. Cá đó là Ngọc nướng. Ngọc nướng xong rồi nó chín, Ngọc sẽ xé nó ra. Rồi Ngọc sẽ hái lá chanh vô, sát nhuyễn, bỏ lên khèo nó với lá chanh nữa cho nó thơm. Cây chanh này tốt quá trời mà sao giờ không có người mua ha. Hồi xưa người ta đi mua lá chanh vậy nè mấy bạn, 10.000, 20.000 diện ký không biết nữa. Cái lá chanh mà Ngọc hái, cái lá chanh này là chanh giấy, là cái loại chanh hồi xưa. Nó là thơm nhất trong tất cả các loại chanh luôn á mấy bạn. Cái mùi của nó rất là dễ chịu. Cái lá này mình có thể kết hợp làm nấu ăn, trong nấu ăn. Còn hai là nó là một trong những cái vị thuốc mà mình xông á, để giải cảm á. Cái lá chanh, lá bưởi rồi á, là nó luôn á, tốt lắm á. Mình làm nước chấm á, mà mình sát một ít lá chanh này mình bỏ vô, sát nhuyễn á, mình bỏ vô. Hoặc là mình làm muối ớt á, muối ớt, muối tiêu á, mình sát nhuyễn, mình rang lên. Trời ơi, nó thơm. 2, 3, phui. Ủa, nó thơm, nó xèo 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 nè mấy bạn. Cháy lá nha, nhưng mà con cá không có bị cháy nha. Chín chưa? Còn chín á, chứ cá nào chín tời. Ăn món nướng làm như rồi ăn cái món mà bỏ vô luộc vậy đó. Chừng nào tàn hang thì cá mới chín ha. Ngồi đó đợi đi, ngồi chơi. Khóc à? Kiếm sâu hay gì vậy? Làm gì có sâu mà kiếm. Rau mà không có sâu làm sao gọi là rau vườn? Rau này nó ở dưới đất, sâu nó không có ăn. Thèm chưa? Khét không? Khét lá chuối thôi chứ cá nó chưa ấy mà, chưa xi nhê gì tới cá mà. Mấy bạn nghe mùi thơm chưa? Bên Ngọc thơm rồi đó, thơm qua tới nhà hàng xóm luôn rồi đó. Ta nói ỉ y nó không khét, giờ nó cháy đèn không. Trời ơi, ta nói nó thơm bát ngát luôn mấy bạn. Giờ Ngọc sẽ gỡ nó ra, tách nó ra, lấy xương nha mấy bạn, bỏ xương, lấy thịt thôi. Hồi nó nóng. À, mình tách được nguyên miếng luôn. Tách đầu trong đi. Mông 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 mông. Đừng dành nha, đừng giả bộ mông 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 dành nha, nghi lắm nha. Thấy chưa? Tại vì cái này làm ăn cơm mà, tại không ăn dụng nó mặn á. Ôi ôi, vô mánh này Mông ơi, vô mánh này Mông ơi. Bỏ cá đã vô. Làm có bữa cơm mà đi gây vườn chừng 80 quận, hái chưa có đủ đồ. Hồi nãy là đi hái lá chuối, còn bây giờ là đi hái tắc. Mấy cây tắc này nó chín rồi, nó chai luôn á, ăn không kịp nó luôn á. Quá trời luôn. Nó ở trên cao quá, trời cao luôn, mình không hái. Quá chừng luôn nè mấy bạn thấy không? Chín rồi nè. Cái này là nó chín rồi nè. Cái cây này nó ra tái quanh năm luôn á mấy bạn. Hết đợt này là ra cái khác. À, đi vô. Ăn nhãn rồi lạc không rồi, còn mấy cái que này nè chừa lại rồi sao có trái. Nhãn này hái ăn á là phải bẻ luôn, giống như người ta gọi là qua cơ vậy đó. Sao giờ tới hui trời? Tại trời tối hả? Tại con đi ra vườn vô tới hui vậy chú ba? Lẹ đi nha, mưa tới nha. Xong rồi. Món kia xong rồi, giờ món này nữa là ấy à, bóp gỏi rồi xong à. Chứ không phải đói hả? Chứ không phải tao đói rồi sao? Cái nước mà nó kẹo lại vậy là biết nó ngọt, nó vừa đó.
mình rửa mình không để cho nó dập, nhưng mà tới cái khúc này mình bóp là mình phải bóp cho nó dập rằng nó mới thấm gia vị nha mấy bạn. Cái vừa vừa thôi nha ông già. Thêm miếng nữa. Rồi. Quá đã. Bỏ thêm miếng hành phi vô nữa cho nó thơm. Thèm gì vậy ta? Cái này là chấm cho nên là không có để nhiều. Cái này Ngọc làm giống như là trà bông cá vậy đó mấy bạn. Mình có thể là mình để vô hộp mình để dành ăn lâu cũng được, không sao hết nha. Nãy giờ chú bà không biết Ngọc làm món này cuối cùng là món gì. Nãy giờ tưởng nồi cá này trộn với rau. Thật ra là nó là giống như là trà bông cá vậy đó. Nếu mà Ngọc đánh nó tơ nhuyễn ra nữa. Ngọc mời các bạn cơm cùng Ngọc với chú ba nha. Bữa cơm quê đạm bạc, cá biển, trà bông với lại gỏi rau càng cua. Cá là mua rau nhà trồng nha mấy bạn. Rồi còn mấy cái xương nó sót lại nè, nó chỉa lên nè. Nó đã. Đúng rồi, món ăn hào cơm á. Ngon lắm mấy bạn. Cái này Ngọc ướp vừa ăn á, kẹp thêm cái này, chấm vô cái này nữa, chua chua mặn mặn, đã lắm. Đã. Sóc đợi muỗng nè. Sóc tào lao rất mềm. Cái cá biển này nè, nó có thêm cái mùi lá chanh á, nó thơm ngon. Nó không có còn bị tanh nữa. Không nghe tanh hôi hết. Ngay rồi, hơi cảnh mê ly luôn á. Cái rau nó giòn gợm luôn. Ngọt ngọt chua chua cay cay là khoái rồi. Đúng gì mình thú quá này luôn. Còn xương nữa nè. Còn chứ. Còn mấy cọng xương không thấy á. Cái này mình bóp dập dập á, trời ơi nó thấm vị vô ha, nó đã. Cứ giòn gọi mình chứ không? Nó giòn gọi mà. Cá này nó tơi rồi, giờ chan thêm nước mắm rồi. Bắt thêm miếng cá à? Không biết rửa gấp á. Gấp nó ít. Ăn cá xiếng nhuyễn vậy mà. Ngọc kia ổng lấy rửa gấp, ổng chịu. Mới lại lấy muỗng ổng xúi vô lẹ. Mới là kỹ ta, mới ăn luôn á. Mà lạ không? Cái rau mình cua mình rửa đừng để dập là gì nè. Mấy bạn thấy không, Ngọc vừa bóp xong ra ăn liền mà nó còn sọp vậy nè. Nên lúc mình rửa mình nương tay đó, để mình đừng để nó dập. Để mình ăn là mình không bóp. Nếu mình bóp thì nó bị dập, không ngon. Nó dập với nó sọp lại hết ngon. Cái bản thân của nó giống như cái mình nước vậy. Bóp mất nước nó tèo héo. Nào quá nào. Chào tạm biệt các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã xem clip của Ngọc nha. Bye bye. Đây cái này nè. Con biết rồi. Biết làm gì nó ngon không?
gì? Nói đúng là Hưởng. Cái nào? Cá hả? Làm gì? Vỡ cuốn. Bún giá rau sống bỏ vô cuốn rồi dắt một đường cá qua cuộn lại. Ừ. Cũng ngon đó nha. Hỏi bún rồi rau thôi. Cuốn rau dưa leo. Cuốn vậy ăn cũng ngon lắm đó mấy bạn. Dạ cho tụi nhỏ ăn đi. Bỏ đó vô đây. Ừ.